Dưới đây, luận về tông giáo. Bàn rạch giỏi Phật Pháp về mặt đại thể thì chẳng ngoài, chân, tục, nhị đế. Chân đế thì một Pháp chẳng lập, đó gọi là thật tế lý địa, chẳng nhiễm mảy trần. Tục đế thì không Pháp nào chẳng đủ, đó gọi là Phật sự muôn chung, bất xả nhất Pháp. Trong cửa Phật sự, chẳng bỏ Pháp nào. Giáo thì chân, tục, cùng xiển dương, nhưng đa phần luận về tục tông thì ngay từ tục bèn nói chân nhưng quét sạch tục tướng phải biết chân và tục đồng thể không phải là hai vật ví như gương báu tròn lớn trống rỗng sáng ngời thông suốt chọn không có một vật gì tuy chọn chẳng có vật gì nhưng lại có thể người hồ đến bèn hiện bóng người hồ người hán đến bèn hiện bóng người hán xâm la vạn tượng, thảy đều hiện, dẫu cho mọi tướng cùng hiện, nhưng vẫn chọn không có một vật nào. Dẫu chọn không có một vật nào, nhưng chẳng ngại gì mọi tướng cùng hiện. Đối với chỗ, mọi tướng cùng hiện, nhà thiền, chuyên nói, chọn không có một vật. Còn giáo, đối với chỗ, chọn không có một vật, lại nói cặn kẽ, mọi tướng đều hiện. Ấy là đối với sự tu, tông, bèn chỉ rõ ly tánh chứ không vứt bỏ sự tu. Còn giáo thì bèn luận sự tu nơi lý tánh, nhưng vẫn quy về lý tánh. Đấy, gọi là xứng tánh khởi tu, toàn tu nơi tánh, bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến, sự, lý, cùng được, tông, giáo, bất nhị vậy. Tuy trung căn, hạ căn, được lợi ích nơi giáo, nhưng nếu không phải là bậc thượng thượng căn, sẽ chẳng thể thông suốt vì phải học biết rộng rãi tuy trung hạ căn khó thể gửi lòng nơi tông nhưng bậc thượng căn lại có thể đại triệt do đó phải ước theo căn cơ vậy giáo thì thế gian pháp phật pháp sự lý tánh tướng đều phải thông đạt lại phải đại khai viên giải tức là đại triệt đại ngộ trong nhà thiền thì mới có thể làm đạo sư cho trời người tông phải tham sao cho thấu suốt một câu thoại đầu đích thân thấy được bản lai mới hòng xiển dương tông phong trực chỉ lúc phật pháp đại hưng thịnh và nếu là bậc thông đạt phật pháp thì nên y theo tông để tham cứu ví như ông tăng dao vẽ rồng vừa chấm mắt rồng bèn bay lên ngay lập tức lúc phật pháp suy nhược và nếu là kẻ túc căn hèn kém hãy nên y theo giáo tu trì ví như thợ vụng làm đồ vật nếu bỏ dây mực sẽ hoàn toàn không làm được gì ấn quang pháp sư văn sao tăng quảng chánh biên quyển hai tông giáo bất nghi hỗn lạm luận